Cũng tại cuộc họp trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, với 94 ca mắc mới COVID-19 vừa phát sinh, đến nay chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã có tổng cộng 1.097 người mắc COVID-19. Trong đó, 232 ca là tiểu thương chợ đầu mối, 49 ca là người đi chợ và 816 ca là các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh chợ đầu mối. Từ chuỗi lây nhiễm này, các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ đang là những điểm nóng mới trên địa bàn thành phố. Chuỗi lây nhiễm này hiện vẫn có nguy cơ rất cao, vì vậy Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã yêu cầu các địa phương ra soát tất cả các trường hợp liên quan chợ đầu mối để có biện pháp quản lý phù hợp. Các địa phương cũng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 13.700 lượt người liên quan chợ đầu mối từ khi phát hiện ca bệnh ngày 12 tháng 8 đến nay.